vãi. Tao rạch nhau, tao biết nhau rồi, tự nhiên tao rạch mày. Nhỏ quá nhỉ, mày sao? Sao mình dưới, mình dưới. Ui, xanh đẹp luôn này. Chỗ này phải... Mày chỗ, chỗ phải đếm, chỗ phải đếm, chỗ phải đếm. Tao đếm sơ sơ, tao đếm sơ sơ phải 30 chồng luôn đó. 30 chồng. Chỗ, chỗ phải đếm, chỗ phải đếm. Ây yo, xin bạn đã trở lại với channel của Cáo Ca nha anh em ạ. Thì là hôm nay mình ra đây Cẩm Giàng, mình phát hiện ra chỗ này có mấy kho lương thực cũ từ thời Pháp thuộc anh em nhé, hoặc là thời Mỹ gì đấy thì mình không rõ, thì mình chưa hỏi anh em ạ. Nên là mình sẽ vào đây mình khám phá, tiện là quay cho anh em xem trong đây có gì thì mình sẽ quay hết. Tại vì trông rất là lạ, có cả những cái hầm trú ẩn ngày xưa đó anh em ạ. Nên là vào khám phá xem có gì không nhỉ. Tại vì cái này là mình tò mò mà anh em. Mà cái đối với mình ấy là tò mò là mình phải khám phá, thì là mình mới thỏa mãn được cái cơn tò mò của mình. Cái này thì không thể nào phá hủy được anh em ạ. Thứ nhất là do nó rất là cứng, bê tông cốt thép, nó đổ xi măng xuống không phá được. Nhưng tất cả các lỗ mình thấy bịt kín hết rồi. Cái này thì bây giờ mưa gió bẩn thỉu là mình cũng không trèo đây được anh em nhá. Bây giờ thì vào quay cho xem cái trong cái nhà này, ở khu này anh em ạ. Đây, như anh em có thể xem cái cây dại này, nó mọc lên này, anh em biết cái bộ lâu đời như nào đấy. Tức là bỏ hoang rất là lâu, đất này rất là rộng anh em ạ. Như đây, đây thì rộng thế. Ui, bật cái đèn cho anh em xem này. Như đây. Đây. Chỗ này có lối lên nhưng mà bị ấy hết rồi này. Bị rêu bám kín hết không rồi. Đây là kho lương thực cũ. Thế bảo là kho thóc thời bao cấp đây anh em. Thì bây giờ mình mới được tận mắt mình nhìn thấy và trông nó ghê thật. Đây, đây. Ghê chưa? Dạ nhờ, cảm ơn anh ấy. Bên đây có cái bao gì mà nó không kín hết à? Đi vào đây. Cái có dụng này. Thấy chưa? Bọn nó tới đây bọn nó ỉa đấy. Đây là giấy vệ sinh, đây là phân này, vẫn còn luôn. Cái gì vậy? Quá sai chứ chị tôi. Cái thì phá đúng không? Qua. Xôi đem đây. Đem đây. Đúng không? Ui, cái này một cái hàng nhỏ. Đây, quay đây. Cái chỗ này anh em nhá. Quay xa hơn. Anh em ơi, thì như cái chỗ này là chỗ để đút thức ăn và cho quân đội ấy, hoặc là cho lính ngày xưa ấy. Đây, rất là chắc chắn anh em ạ. Cực kỳ luôn. Đây là cái hầm, tức là người chui đây xong là cầm súng bắn ra ngoài, gọi là cái bong ke, cái bốt ấy. Bốt bằng ke. Cái bốt bằng ke để ấy đấy. Đồ lắm anh em ạ. Đây. Ủa cái lỗ này để đưa thức ăn hay sao thì hiện bắn ra nhỉ? Ê, thấy lỗ không? Ừ, có thấy không? Thấy chưa? Thấy, cái bong ke cổ cũ ngày xưa. Trong cái con gì nữa? Ui, rộng lắm. Bây giờ vào đây thì không ra được. Vào được không ra được, tại bị xây bị kín hết rồi, mình không vào nữa. Ủa, không ngã nha. Xiên luôn trong đây. Ui, khả năng chui được vào đây. Ui, không biết có chui được không? Này thấy thằng cháu nó bảo trên đây có cái hầm. Thế là mình nên mình xem thế nào. Lần đầu tiên tới đây anh em ạ. Giờ mình mới phát hiện ở chỗ này ấy. Và công nhận là nó to thật. Dã man luôn. Giờ mình thử đi ra đây cho anh em xem nhé. Ui bồn, chứa gì đây? Ê, đây bao gạo mày sợ không? Không biết. Đất. Đây là kho lương thực mà. Không biết là chứa gì nữa, mình không rõ. Phải nói là với anh em là cái khu vực này nó bỏ hoang rất là lâu rồi anh em nhá. Ui, rất là rộng luôn. Chỗ này thì bạt ngàn anh em ạ. Anh em có thể xem này. Bên này chỉ là một căn thôi, nhưng mà sang đến bên này lại một chỗ nữa cực kỳ là rộng luôn. Thì bên này mình nghĩ là nó bị khóa hết cửa nữa, nên là mình thôi mình không vào đấy anh em ạ. Vào những may tí người ta ra người ta mắng chết. Tại vì chỗ này là mình cũng không phải địa phận ở huyện mình ấy, mà là huyện khác, nên là mình chỉ dám quay này thôi. Tí ra người ta ra người ta mắng anh em ạ. Đấy, anh em xem này, rộng chưa, dã man thật. Hai bên là rộng, là cái độ bao phủ nó rất là ghê. Đây. Thôi xuống, ta phát hiện cái bóng gì đen đen gì thôi. Cái gì thôi, tùy tao đi xuống vào thôi. Xuống cái gì đấy, xuống tao không biết.
ở đâu? Ôi, ở trong cái bao ở đây. Ở đâu? Trong khoa ơi. Ở đâu? Trong bao đây 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 đây. Đâu sao? Ủa ơi. Đây. Có gì đây? Có gì đây? Ủa ơi. Đâu sao? Cẩn thận đâu, từ từ. Cẩn thận đã. Tao không biết bọc gì đâu, mày đừng làm thế. Rách cái gì toi ơi. Ở đâu sao mày nhìn thế? Tao đi nó sút vào đây, tao đứng bên cạnh cơ. Thế tao mới lật nó ra, tao thấy đen đen, tao kinh quá. Ủa ơi. Ủa sao cái bọc đen như thế này? Này. Ủa. Tao bọc đen cho anh sao? Đi, có đêm quên mà tao. Ôi từ từ, mày nghĩ kỹ, tao sợ lắm nhá mày. Nó ẩm thờ trong đây là cái kho lương thực ngày xưa ấy. Mày chắc, bây giờ chắc không gì đâu, để tao hầm má nhá. Sao mày nhìn thế hả đi? Ui, nó xanh này. Nhưng mày nổ rồi sao? Ui, lặng lắm. Ui, sao có cái bọc này? Cái gì đây hả? Chẳng lã, tao biết đéo gì được đâu. Này, có lông dính gì? Không biết, em cẩn thận đâu nhé. Mày bé như thế, đổ vàng nó vất đi. Thôi, bây giờ thử sạch cái xem nào. Chặt quá. Bảo kỹ, bảo cẩn thận. Ôi, cái gì đây? Tiền. Ui, hôi. Ui, đây. Ui, nhiều tiền lắm ơi. Đây xem nhiều. Ui, sao nhiều đây? Ui, mấy chồng tiền ơi. Ui, này. Ui, sao lắm này? Vẫn còn được hộ. Hay, anh người ta giấu đây. Ui, cô lịt tiền hoài này. Có cọc này bao tiền đây? Nó cọc phải 10 triệu nhỉ. Anh em ơi, thì hôm nay mình ra mình phát hiện ra cái bọc này anh em nhá. Ui trời ơi, anh em này. Từ ở trong đây nó ra. Mà anh em nhìn thấy, mỗi cọc phải chắc phải 10 triệu anh em ạ. Đúng không? Đúng đi. Đúng rồi. Chỗ này chắc 5 triệu này. Cọc phải chắc 10 triệu cho dày gấp đôi mà. Thì 10 triệu ủ nắm chưa? Ui. Sợ quá. Sao nhớ nhỉ? Lấy, xấu nó bé. Nhanh, chuột đi. Đúng. Trời quá anh em ạ. Sao đâu nhớ nhỉ? Hả? Mấy chồng tiền rồi. Sao giờ lại đầy ra sao? Bây giờ xếp rồi. Đây mà sao giờ lại đầy ra này? Ui, nhiều quá. Tè. Thôi cho cái túi đen. Cái túi đen này, rách mẹ hết rồi. Thế thì lấy xem nào. Lấy. Xong. Trời. Rách hết rồi. Ui. Bé. Xem qua này. Ui, chạy xem qua. Cất đi. Đéo quài không nhỉ? Xong rồi. Cho. Kéo áo đi. Ui. Đi vào đi. Té đi. Để biết có người không nhỉ mọi người. Rút. Chết mẹ rồi.